Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Di Động Việt. Mình là Sông Heo. Hẳn cho các bạn, những con người đam mê công nghệ đều không có gì lạ lẫm với chiếc iPhone 6. Cho đến thời điểm hiện tại, chiếc điện thoại đã hơn 2 năm tuổi này vẫn được vinh danh là một trong những chiếc iPhone bán chạy nhất lịch sử của Apple. Dù đã phải nhường sân khấu cho những thế hệ iPhone mới hơn, mạnh mẽ hơn, nhưng sức hút của chiếc điện thoại này trên thị trường không hề suy giảm. Trong những ngày gần đây, thị trường di động Việt Nam lại bất ngờ đón nhận sự xuất hiện trở lại của những chiếc iPhone 6 phiên bản khóa mạng với mức giá rẻ chưa từng có trong tiền lệ, chỉ từ khoảng 4,9 triệu đồng mà thôi. Ngay lập tức, chiếc điện thoại này đã tạo nên một cơn sốt lớn tại các hệ thống cửa hàng bán lẻ điện thoại di động uy tín, ví dụ như Di Động Việt. Có những người đặt câu hỏi cho mình rằng là iPhone 6 thì làm gì có mức giá như vậy được, chỉ có thể hàng dựng hàng đã sửa chữa thôi. Nhưng mà mình xin khẳng định các bạn, ít ra là tại Di Động Việt toàn là hàng nguyên bản chưa qua sửa chữa, đặc biệt vỏ máy đều là vỏ zin chứ không phải hàng thay vỏ. Tại sao á? Vì đâu ai lấy hàng lắp để thay vỏ làm gì, chủ yếu họ sẽ làm giả hoặc là sửa chữa hàng quốc tế để dễ bán hơn và giá cũng cao hơn. Tuy nhiên, hàng lắp sẽ có một chút hạn chế nhất định, không thể đến việc bạn mua một chiếc máy quốc tế bỏ sim vào là dùng ngay. Hàng khóa mạng phải qua các bước xử lý phần mềm mới có thể hoạt động được ổn định. Vậy thì phải xử lý thế nào? Chỉ khoảng 15 phút thôi các bạn có thể fix tất cả các lỗi mà máy mình gặp phải. Ví dụ như cái tính năng USSD, tức là khả năng mà check kiểm tra tài khoản bằng cái sao mà không một thăng ấy. Tính năng FaceTime này, iMessage hay là cộng 84 trên anh bạn thì mất khoảng 15 phút để fix được hết. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nhờ các anh kỹ thuật của Di Động Việt để xem anh ấy fix lỗi như thế nào. Sau tất cả thì có thể thấy iPhone 6 lock thực sự chứng minh được sức hút của nó trên thị trường di động hiện nay. Khi xem tất cả các tiêu chí trên một chiếc điện thoại, iPhone 6 lock đều tỏ ra là một ứng viên sáng giá. Khi mua iPhone 6 lock tại Di Động Việt, khách hàng sẽ được fix lỗi toàn bộ những hạn chế phát sinh trên thiết bị này mà không bị tính thêm bất kỳ một khoản chi phí nào. Bên cạnh đó thì chế độ bảo hành tại Di Động Việt cũng khá là ưu việt. Ví dụ như các bạn sẽ được đổi máy trong trường hợp máy bị mua mà lỗi phần cứng trong vòng 32 ngày, hỗ trợ cài đặt phần mềm suốt 3 năm, cũng như cung cấp thêm gói bảo hành mở rộng DK với rất nhiều ưu việt. Nhìn chung thì có thể thấy một chiếc điện thoại tốt trong mắt người dùng là một thiết bị hội tụ đủ những công nghệ đỉnh cao, cho dù thời gian có thay đổi. Với khi kết hợp với một hệ thống bán lẻ uy tín, có chất lượng phục vụ tốt cùng mức giá hợp lý, thì chắc chắn sẽ tạo nên cơn sốt trong cộng đồng công nghệ. Chính điều này đã cho chiếc iPhone 6 lock thành công trong thời gian qua, giúp khách hàng yên tâm trong quá trình sử dụng. Và đó những thông tin muốn chia sẻ với các bạn và giải mã lý do tại sao iPhone 6 lock lại quay trở lại thị trường Việt Nam với giá rẻ như vậy. Hy vọng các bạn cảm thấy video này hữu ích. Nếu thấy hay, đừng quên like cũng như đăng ký để tiếp tục theo dõi các video khác hay hơn như thế này trong tương lai. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại.